Thông điệp từ thiên thần bảo hộ cho các bạn. Ta biết con khá mệt mỏi trong cuộc sống. Những cái vấn đề về cơm áo gạo tiền, cộng thêm về đường tình duyên của con, những cảm xúc mà mọi người đối xử với con và con đối xử với mọi người, từ theo cái bản ngã, tùy theo cái mức trường năng lượng, nó quá trong trên với nhau, và vì thế tạo ra những cái ấm ức, những cái mệt mỏi bên trong. Nhưng ta thấy sắp tới đây thì con sẽ có một cái hướng đi mới, là nếu như con tìm một ai đó phù hợp hơn cho cuộc sống của con, từ tình bạn, tình yêu cho tới những cái mối quan hệ có thể tin tưởng được, thì ta sẽ bù đắp cho con. Tuy nhiên, bài học hiện tại con vẫn phải học, vẫn phải kiên trì, vẫn phải trầy trồ thân mình và đau đớn, tự đứng dậy và bước tiếp đi. Vì khi con tự đứng dậy bước tiếp được vài bước thì thành quả ở phía trước đang chờ đón con. Tại vì phía trước đường hầm ánh sáng để chờ sẵn cho con rồi. Về những cái dự định, những cái kế hoạch trong thời gian từ đây cho tới cuối năm, thì tầm khoảng tháng 10 cho tới cuối năm, hoặc thậm chí có thể kéo dài đến mùa xuân năm sau, thì thành quả mới có được rõ ràng cho các con thấy. Cho nên vấn đề của bản thân hiện tại, con nên tập trung vào sự chiến đấu của bản thân mình, về những cái vết băng gạc trên thân tâm, những cái vết máu còn chảy. Ta thấy điều đó, ta luôn yêu thương và bảo hộ cho các con. Những lời cầu nguyện của con, những lời cảm ơn, những lời cầu xin ta đều lắng nghe. Và con hãy cứ làm tốt hành trình của mình và thực hành những cái bước ngoặt trong cuộc sống, những cái thử thách trong gai trong cuộc sống. Ta thấy rằng trên chặng đường đi của các con sẽ có nhiều người hay phá, nhiều người hay gây khó dễ, thậm chí họ sẽ tạo dựng những cái niềm tin, những sự tốt bụng của các con để hại. Nhưng không, nhân quả rồi sẽ đến với họ mà thôi. Thì đây là lời động viên cho ta gửi gắm đến các con. Ta xin chúc các con vững vàng trên hành trình mà bản thân hướng đến, những cái định hướng của các con đi. Hãy kiên trì và nỗ lực cho tới cùng. Hãy cố gắng trải nghiệm mọi thứ tốt nhất có thể. Tốt nhất ở đây là về sức khỏe, về thời gian. Và các con hãy cứ làm hết sức mình để không bị hối hận về sau. Dù sao đi nữa, các con cũng đã cố gắng hết sức rồi. Và đó là những cái bài học trải nghiệm về mỗi cá nhân hành trình mỗi người cần phải trải qua.